Phật bảo các đệ tử rằng phải giữ gìn khẩu nghiệp. Cái họa hoạn của khẩu nghiệp hơn cả lửa mạnh. Đối với cha mẹ chúng tăng nên phải đem lòng cung kính cúng dường, lời nói nhu hòa khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức của các vị đó. Chúng tăng là ruộng phước, đã ra khỏi ba cõi, còn cha mẹ là ruộng phước tối thắng ở trong ba cõi. Vì sao? Bây giờ mình tiếp tục ha. Vì sao? Vì trong chúng tăng gồm có bốn quả, bốn hướng, 12 bậc hiền sĩ. Người nào cúng dường các bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng. Không những như vậy, nếu tinh tấn tu hành, không thói tâm thì còn được thành Phật đạo nữa. Thế nào gọi là bốn quả bốn hướng? Bốn quả là bốn cái kết quả, bốn cái hoa trái. Ví dụ như chúng ta có quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hớn, cái đó gọi là tứ quả. Nhưng mà cái người nào họ thành tựu được, họ đạt được cái chỗ đó rồi thì họ được đạt được cái thánh quả. Nhưng mà có những người, người ta chưa đạt được cái quả đó, mà người ta đang trên đường đi tới cái quả đó thì gọi là hướng. Cho nên chúng ta thường gọi là, thí dụ Tu Đà Hoàng quả, Tu Đà Hoàng hướng. Bây giờ mình nói gần chút đi cho dễ hiểu ha. Quý vị đã được ngồi ở trong này là quả. Thí dụ ngay trong giờ phút này đây có người đang lái xe, đang trên đường tới đây. Thì người đang trên đường tới đây thì gọi là gì? Hướng. Còn mình vô tới trong này, mình ngồi trong này thì gọi là quả. Cho nên mình tu á, nó đều có cái hướng và cái quả. Mình nếu muốn có quả thì phải có cái hướng. Ví dụ một ngày nào đó mình được đi xuất gia là tại vì cái tâm mình có hướng tới cái con đường muốn đi tu, muốn xuất gia. Mình phải có hướng tới con đường đó mình mới tới cái đường đó được. Mình không có hướng thì chữ hướng là gì? Mình direct cái mind của mình, cái tâm của mình tới đó. Cho nên mình tu hay mình muốn làm cái gì đó, mà cái sở dĩ mà ngày nay cái quả mà nó có là nhờ mình có cái hướng. Ở trong cái bài tụng trong cái quyển Nhật Tụng Thiền Môn đó, nó có cái bốn pháp tùy niệm đó. Bốn pháp tùy niệm là gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Thí dụ mình tụng là kính lại Đức Thế Tôn, Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả, vân vân. Đó là mình tụng, những mình tán thán những cái hạnh, những cái công đức của Phật, công đức của Pháp, công đức của Tăng. Thì trong đó đến Tăng thì có một câu là gì? Tăng thân của Đức Thế Tôn. Tăng thân của Đức Thế Tôn gồm có 4 đôi và 8 bậc. Thì tiếng Anh họ dịch là gì? Tiếng Anh là dịch là the 4 pairs and the 8 kind of holy people. Tức là tại vì mình bốn cặp này là gì? Có quả và có hướng. Tu Đà Hoàng quả, Tu Đà Hoàng hướng. Tư Đà Hàm quả, Tư Đà Hàm hướng. A La Hàm quả, A La Hàm hướng. A La Hán quả, A La Hán hướng. Cho nên là tứ song bát bối. Nếu nói đúng cái chữ đó trong tiếng Hán thì gọi là tứ song bát bối. Tứ song là bốn cặp.
Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hán, La Hán. Và cái cặp đi đôi với nó là hướng. Phải có hướng thì có quả, có hướng thì có quả. Cho nên gọi là tứ song là bốn cặp. Mà bát bối là tám bậc, người đã đạt được bậc thánh và người đang trên đường đạt. Phong Hòa ví dụ, Phong Hòa ví dụ đi, bây giờ người xuất gia, người xuất gia là giống như chứng được Tu Đà Hoàng quả, không còn thối tâm. Nhưng mà các vị Phật tử á, các vị có thể bị thối tâm do ai nói gì đó mình nghe, hay do mình thấy cái gì đó tự nhiên mình tâm mình chao động. Có những người niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà nghe người ta bác nói Phật Di Đà không có, cõi Tịnh Độ không có là lung lay. Vậy là mình biết là sao, mình hướng nhưng mà cái hướng mình không có vững. Mình đang hướng nhưng mà người ta có thể bẻ hướng mình, người ta có thể lạc hướng mình. Thậm chí mình muốn đi xuất gia quá, mình hướng cái tâm mình đi xuất gia, người ta nói trời ơi, tại sao phải đi xuất gia? Thậm chí tại sao xuất gia chùa đó, tại sao xuất gia thầy đó? Cái tự nhiên sao mình bị lung lay. Dĩ nhiên là việc gì mình làm mình cũng phải có cái suy nghĩ chín chắn. Cái hướng mình nó phải vững thì mình mới đạt được cái quả. Cho nên trong này Đức Phật nói tăng gồm có bốn quả, bốn hướng. Bốn quả là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Các vị mà chứng được Tu Đà Hoàng là các vị này bỏ được ba thứ. Các vị này bỏ được cái nghi ngờ, cái thân kiến, cái giới cấm thủ và cái nghi ngờ. Thân kiến là gì? Thấy sai lệch về cái thân. Thân này là giả thì mình nghĩ nó là thật. Thân này là bất tịnh, là nhơ nhớp thì mình nghĩ nó là sạch. Mình có cái nhìn sai về cái thân. Vì nhìn sai thân cho nên sao? Yêu cái thân, dính mắc vào cái thân. Rồi giới cấm thủ là gì? Những cái giáo điều mà chúng ta học được, bất di bất dịch. Chúng ta không được, không có biết được cái đó chỉ là một phương tiện hướng dẫn, mà chúng ta không biết tùy hỷ tùy duyên bám chặt vào cái giáo điều đó và tu tập. Nhưng mà chúng ta còn nghi ngờ, cho nên người nào mà đoạn được ba cái đó, thân kiến, giới cấm thủ và nghi ngờ, người đã chứng được Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là chứng được cái quả gì? Thường dịch là gì? Nhập lưu, vào dòng, không còn lui sụp. Và muốn nhập lưu, muốn vào dòng thì người đó phải dứt nghi ngờ. Muốn nhập lưu để độ sanh thì người đó đừng có quý cái thân quá. Nói như vậy em có nghe là mình khinh suất nó? Không phải. Vẫn phải chăm sóc, vẫn phải lo. Nhưng khi nó hoại không khổ, vì mình biết bản chất của nó là vô thường, là tạm bợ, chứ không phải là chúng ta không lo. Không phải là bệnh không uống thuốc, không phải là đói không ăn, là phải hành khổ nó, không phải. Chúng ta vẫn bảo hộ nó. Nhưng mà cuộc đời này thủy chung cái gì nó cũng có cái guarantee hết, cái limit hết. Đến một lúc nào đó nó phải hoại. Cũng giống như tóc của mình thôi, mình cũng lựa đủ thứ xà phòng để mình gọi nó, để giữ cho nó đừng có rụng, giữ cho nó đen, thậm chí uống những cái thuốc gì đó để cho nó đen. Nhưng mà bản chất nó là bạc, cho nên có nhuộm thì ở phía trên vậy, chứ cái chân, cái gốc chân của nó vẫn là bạc. Mà hãy phai cái màu đó thì tóc bạc nó hiện ra. Biết được như vậy cho nên nó có bạc. Mình có nhuộm thì cứ nhuộm, nhưng mà vẫn biết trên đầu mình đã bạc. Chẳng qua là mình không muốn thì mình che nó lại thôi. Thí dụ vậy. Cho nên là dứt thân kiến, dứt nghi ngờ, dứt giới cấm thủ, chứng được quả Tu Đà Hoàng. Còn Tư Đà Hàm á, là người đó mỏng đi,
bỏ được ba cái kia, bắt đầu bây giờ tu tới tham với sân. Thì cái người chứng được cái quả thứ hai á, họ chưa dứt tham sân nhưng mà làm mỏng lại, làm giảm lại cái tham, giảm lại cái sân. Mình tu chưa dứt nhưng mà giảm đi. Giờ muốn giảm làm gì? Biết đủ. Ít muốn biết đủ. Mà muốn giảm sân á, thì một là ta đang chọc mình sân, đừng ngồi vòng vòng đó, kiếm chỗ khác ngồi. Hay là mình thường quán từ bi để mình giảm cái sân. Đó là tu đà hoàng, tư đà hàm. Qua tới a na hàm á, là người này dứt được năm cái phần kiết sử ở trên đó: tham, sân, thân kiến, nghi ngờ, giới cấm thủ. Cái này gọi là năm thượng phần kiết sử. Năm cái phần kiết sử là gì? Là phiền não mà mình dứt được năm cái này, chứng được tam quả A-la-hán. Nhưng mà người nào mà chứng được quả A-la-hán á, là người này phá hết 10 kiết sử còn. Thì năm kiết sử còn lại là gì? Nó vi tế hơn. Thí dụ như nãy tham, nhưng mà có thể là mình tham thô thôi, tham danh, tham tiền, tham ăn gì đó. Nó thể hiện ta thấy được. Thí dụ mình lại mình gấp đồ ăn, lựa toàn đồ ngon không, thì người ta đứng làm sao ta thấy. Nhưng mà có những người tham vi tế hơn. Cho nên những cái mà nó vi tế đó, như là tham đắm vi tế, mạng là cao ngạo tự kiêu, hay là trạo cử. Trạo cử là gì? Lăng xăng, không có từ tốn, không có nhẹ nhàng, không có yên định, lăng xăng cả ngày. Cho nên những cái si mê vi tế nữa. Cho nên năm cái đó, mà người nào mà trừ hết được 10 cái, người đó chứng A-la-hán. Cho nên A-la-hán là, nói tóm lại đơn giản là người không còn phiền não. Gọi là gì? Phá ác, à gì, sát tặc. Sát tặc là giết được giặc phiền não, là 10 cái kiết sử đó. Ứng cúng khó khả năng nhận của cúng dường. Vô sanh là không còn bị sanh tử khổ đau. Vì trong chúng tăng gồm có 4 quả, 4 hướng, 12 bậc hiền sĩ. Có thể những cái này là mình nói chung lại. Trong đó có tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Ớn. 12 bậc thánh này đều là những bậc, những cái vị tu tập này đều là những bậc hiền sĩ hết. Người nào cúng dường bậc ấy sẽ được hưởng phúc vô lượng. Không những như vậy, nếu tinh tấn tu hành không thói tâm thì còn được thành Phật đạo nữa vậy. Đó là mình nói về cái ruộng phước của tăng. Còn bây giờ mình nói ruộng phước của cha mẹ là gì? Tại sao mình phải cúng dường cha mẹ? Tại vì đối với cha mẹ thì có 10 tháng cu mang, ước mẹ nằm ráo để nhường con, bú mốn nuôi con đến ngày khôn lớn, dạy bảo cho biết nghề nghiệp, tùy thời nuôi nấng, lại cho đi xuất gia tu hành được giải thoát, qua khỏi bờ sinh tử, làm lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Cho nên Phật nói là chư tăng và cha mẹ là hai cái ruộng phước. Về nhà thì phụng dưỡng cha mẹ, đến chùa thì cúng dường chúng tăng. Vì chúng tăng là những bậc tu tập, mình cúng dường cho các vị đó, mình giúp đỡ các vị đó để mình tạo cái phước vô thượng. Phật bảo Ngài A Nan rằng cha mẹ và chúng tăng là hai thứ ruộng phúc của tất cả chúng sinh.
Đó là hai cái ruộng phước, hai cái chỗ để mà chúng ta có thể gieo được cái phước. Một bên là sinh mình ra, một bên là dạy mình tu. Bây giờ cha mẹ mình sinh mình ra, nhưng mà nếu mà không có chư Tăng hướng dẫn, mình mãi mãi trầm luân khổ đau. Nhưng mà chư Tăng là ai? Là cái người đứng giữa Phật. Tại vì Phật xa rồi, Phật mất rồi, không Phật không dạy được. Pháp thì sâu xa quá, không ai giảng. Cho nên Tăng là ai? Tăng là đại diện cho Phật giảng Pháp. Nói gần gũi thì không có chư Tăng thì mình không hiểu nghĩa kinh điển. Cho nên nhờ có chư Tăng giảng giải, cho nên chúng ta hiểu được nghĩa ý của Phật mà chúng ta tu. Đó là ruộng phước, là diệu quả của cõi nhân, cõi thiên, niết bàn giải thoát. Cũng do đó mà được thành tựu vậy. Mình muốn được cái niết bàn, mình muốn được cõi người, mình muốn được cõi trời. Tất cả những cái quả đó đều xuất phát từ cái việc chúng ta cung kính Tăng, cha mẹ. Phật nói kinh này có vô lượng trăm ngàn chúng sinh, nhân và phi nhân, hoặc được sơ quả cho đến tứ quả, hoặc phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, hoặc phát tâm thanh văn bích chi Phật, tất cả ai nấy đều chắp tay lễ Phật, quanh về phía bên phải vui mừng và mà lui ra. Đó là Phật nói xong cái câu chuyện nhân quả của con trùng. Lại nữa, ở nước Ba La Nại có một người thừa tướng Bà La Môn, nhà rất giàu có, của cải châu báu vàng bạc lưu ly san hô hổ phách, voi ngựa trâu dê ruộng vườn tôi tớ, không thiếu một thứ gì. Đã quá 80 tuổi mới sinh được một người con trai đẹp đẽ, đoan chánh, nhân tướng vẹn toàn. Cha mẹ rất vui mừng, mời các tướng sư để xem tướng và đặt tên cho con là Quân Đề. Xong cái câu chuyện con trùng rồi ha. Bây giờ Phật kể tiếp một câu chuyện khác. Và Phật kể rằng có một ông trưởng giả đó, giàu có vô cùng, tuổi già rồi mới sanh được một người con trai. Và khi sanh ra được người con này thì mời thầy tướng tới đặt tên. Đặt tên cho con là Quân Đề. Quân Đề lên 10 tuổi, cha mẹ rất yêu quý nên cùng nhau tìm đến chỗ Đức Như Lai ở núi Sái Đề Lợi Nhân Đề La, xin cho Quân Đề được theo Phật xuất gia. Bây giờ Quân Đề này sinh được 10 tuổi rồi thì cha mẹ dẫn lên cho gặp Phật để xin đi tu, xin đi xuất gia. Bây giờ Đức Như Lai bốn chúng vây quanh, Ngài đang vì đại chúng chư thiên long quỷ thần quảng diễn về thế luận. Và pháp xuất thế gian, tức là Phật á, là bây giờ kể lại là khi đến đó thì lúc đó Phật đang thuyết pháp, nói về pháp thế gian, pháp xuất thế gian. Lúc ấy có Bà La Môn, có người Bà La Môn bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, con nay tuổi đã gần về già mới sinh được một người con này. Xin Đức Thế Tôn bậc đại từ thương xót che chở tất cả. Nay con xin đem người con này của con đến, mong được Phật độ cho xuất gia làm đệ tử Phật. Kể ra ông già này cũng hiếm có đó. Tuổi già sanh được đứa con trai, người ta mừng muốn chết, người ta để làm mà nói giỏi tông đường, mà ông dám hy sinh mà đem tới xin Phật cho đi xuất gia. Ông già này cũng hiếm có. Bây giờ mình có một chục đứa con mà đứa nào xin đi tu mình còn không dám cho, mà ông này có đứa con duy nhất mà dám cho đi tu. Phật bảo: Hay lắm tỷ khưu. Phật bảo như vậy rồi, tức thì râu tóc tự nhiên rụng hết, áo cà sa thấy mặt vào mình. Rồi Phật vì nói pháp chỉ bài dạy bảo, khiến cho được những sự lợi ích, nên sinh lòng vui mừng, liền chứng được đạo quả ba minh, sáu thông và đủ tám thứ giải thoát.
Cái chỗ này mình sẽ thắc mắc, ủa tại sao mà chỉ tới xin Phật nói có một câu, Phật nói sao? Hay lắm tỷ khu, nói có một câu đó cái tự nhiên râu tóc rụng hết, rồi áo trên người đổi. Cái câu này tiếng Hán gọi là thiện lai tỳ khu. Nếu mình dịch ra tiếng Việt á, là tốt lắm, này tỳ kheo hãy tới đây. Nhưng mà cái chữ tự nhiên này nó có nghĩa là không phải là nói vừa xong cái là tự nhiên dún một cái, cái là tự nhiên tóc ở trên đầu rụng, nhìn lại cái áo này nó đổi. Không phải, cái chữ tự nhiên đây là gì? Đó là đương nhiên vị đó sẽ được cạo đầu, bây giờ tóc sẽ được cạo đi, áo trên người sẽ được thay. Cũng giống như giờ có một chú nào tới nói xin thầy cho con đi xuất gia, mình nói tốt lắm, được, thầy xin nhận con làm người xuất gia, thì đương nhiên vị đó sẽ được cạo đầu mặc áo. Thì cái chữ tự nhiên nó đơn giản vậy thôi, chứ mình đừng có tưởng tượng như phim Tàu ha, hay phim mấy phim kiếm hiệp á, nói một cái là gieo một cái là tóc rụng rồi râu hết rồi rồi áo thay đổi. Thì cái vị này được Phật dạy, được Phật dạy tu, và người này chứng được ba minh sáu thông tám giải thoát. Đây là nói đến cái quả thôi. Thật ra tam minh với sáu thông là một. Tại vì tam minh nó nằm ở trong sáu thông, là gồm có thí dụ như thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm. Rồi nói thêm ba cái nữa là thần túc, túc mạng, lậu tận. Thì nói vậy cho đủ sáu. Chứ còn nếu mà ba cái minh là thiên nhãn minh, tha tâm. Đức Phật hồi xưa cũng ngồi dưới cội Bồ Đề chứng được tam minh trước. Bấy giờ ngạ nan quan sát tâm của đại chúng, đều thấy có sự nghi ngờ, nên Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh y phục, để hở vai bên phải, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch lại Đức Thế Tôn, Sa Di Quân Đề quá khứ làm công đức gì, tu hành nghiệp gì, mà nay được gặp gỡ Đức Thế Tôn, lại được chứng đạo quả, sao mà mau chóng như thế? Phật bảo Ngạ Nan rằng: Sa Di Quân Đề không phải mới ngày nay tu hành mà đã được như vậy đâu, mà do đời quá khứ đã từng cúng dường cha mẹ, chúng tăng, tu các công đức nhiệm màu, nên nay gặp được thiện tri thức, lại được chứng đạo quả. Ở trong số của những người đi xuất gia đó, có những người có nhiều cái duyên thù thắng lắm, đi tu rất là mau chóng, mà trong thời gian xuất gia đó thành tựu được rất là mau. Mặc dù cái thời gian tu ít thôi, tu mới tu thôi, nhưng mà người đó được nhiều cái duyên thù thắng. Ví dụ như có những người ta tu, ta được cơ duyên được gặp các bậc tôn đức, mà tôn đức nào cũng thương. Hay là cái vị đó học giáo lý rất là nhanh, hiểu thấu được nghĩa lý, rồi tu tập rất là tinh tấn, mà có niềm vui, nhìn thấy có thay đổi từ thân tướng. Mình biết rằng cái vị đó hẳn có túc duyên chứ không phải bình thường. Cái túc duyên của vị đó là vị đó đã có nhiều đời tu tập. Thì cái ông Sa Di Quân Đề này cũng vậy. Sa Di Quân Đề cũng vậy. Ngạ Nan thấy rằng ồ, ông này mới tu cái chứng quả rồi, cho nên mới đưa ra hỏi Phật. Thì Phật mới nói rằng cái vị này
do đời quá khứ đã từng cúng dường cha mẹ, chư tăng tu các công đức nhiệm màu, nên nay gặp được thiện tri thức lại được chứng đạo quả. Ngạ Nan bạch Phật rằng: kính xin Phật nói cho đại chúng biết, đại chúng được biết. Phật bảo Ngạ Nan: nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ông được rõ. Bây giờ Phật kể đời quá khứ của Sa Di Quân Đề. Ở về đời quá khứ vô lượng ngàn năm, có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi. Tại thế giáo hóa làm lợi ích cho cõi trời cõi người, hóa duyên đã viên mãn liền nhập Niết Bàn. Cái chữ hóa duyên là gì? Là cái cơ duyên hóa độ của mỗi người. Mỗi một vị tu tập đều có cái cơ duyên hóa độ hết á. Có những vị có cơ duyên hóa độ những người bằng một thời kinh, bằng những bài pháp, và thậm chí có những người có cơ duyên hóa độ chúng sanh bằng những bữa cơm do họ nấu. Họ không biết thuyết pháp, họ cũng chẳng biết tụng kinh, nhưng mà họ nấu ăn ngon, ở những chúng sanh người ta có cái nhu cầu đó, tự nhiên có duyên. Cho nên đời này mình làm được việc gì, ở quốc độ nào, ở đâu, dù ít dù nhiều, đều là cái cơ duyên hóa độ của mình cả. Nhưng mà nếu mình đủ phước đức thì mình thuận, còn không được thì mình bị nghịch. Vì vậy cho nên người ta thường hay chúc các thầy hóa duyên vô ngại, là cái cơ duyên hóa độ chúng sanh không có bị trở ngại. Còn nếu như mà mình gặp những cái mình bị thiếu phước á, mình cũng hóa độ chúng sanh ở cõi đó vậy, nhưng mà toàn chúng sanh chống bán mình, chửi bới mình, hay là làm những cái điều nghịch mình, cũng là một cơ duyên hóa độ hết. Nhưng mà cái cơ duyên đó đối với mình sao? Quá ư là cam go, thử thách. Còn có những nơi người ta hóa độ rất là dễ dàng. Cho nên vị này Đức Phật kể quá khứ, có một thế giới, có một cái nước đó, có vị Phật ra đời tên là Tỳ Bà Thi. Thì cái cơ duyên hóa độ của vị Phật này viên mãn, liền nhập Niết Bàn. Sau khi Phật diệt độ, Ở trong đời chánh pháp, có một vị tỳ kheo tuổi trẻ thông suốt cả ba tạng. Cái chữ Niết Bàn đó, nó còn có cái nghĩa là diệt độ. Chữ Niết Bàn là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch Niết Bàn là diệt độ. Diệt cái gì? Diệt cái phiền não, độ được cái sanh tử khổ đau, người đó có Niết Bàn. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây, mình không có phiền muộn ai hết, mình rất là thoải mái, mình đang có Niết Bàn đó. Cho nên nói Đức Phật diệt độ rồi, theo cái nghĩa thường là gì? Phật mất rồi. Nhưng mà cái nghĩa sâu sắc của nó là người đó không còn bị vướng bận phiền não sanh tử. Khi Đức Phật mất đi, thì trong thời gian đó có một vị tỳ kheo tuổi trẻ thông suốt ba tạng. Phật giáo có ba tạng: kinh tạng, luật tạng, luận tạng. Cho nên bây giờ trong này mới liệt kê là tạng A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm là phiên âm từ tiếng Phạn là Abhidham, Abhidhamma. Chúng ta âm lại là A Tỳ Đàm, nghĩa là luận tạng. Tạng Tỳ Ni, Tỳ Ni là gì? Là phiên âm từ chữ Phạn Vinaya. Chúng ta dịch âm lại là Tỳ Ni, nghĩa là giới luật. Tạng Tu Đa La,
Tu Đa La là phiên âm từ chữ gì? Sutra hay là Sutta? Sutra, Vinaya, Abhidhamma. Đó là ba chữ tiếng Phạn. Và chúng ta phiên âm là, nếu mà Sutra thì người Tàu âm là Tu Đa La. Còn Vinaya người Hoa âm lại là Tỳ Ni. Và Abhidhamma âm lại là A Tỳ Đàm. Thì nói cách khác là luận tạng, luật tạng và kinh tạng. Thông được ba tạng. Mà người nào thông được ba tạng thì làm tam tạng pháp sư. Cho nên Ngài Huyền Trang chúng ta gọi là tam tạng pháp sư. Ngài Kumala Thập chúng ta dịch là, chúng ta gọi Ngài là tam tạng pháp sư. Người nào mà thông suốt cả ba tạng kinh, kinh luật luận thì chúng ta gọi là tam tạng. Ở bên Miến Điện á, người ta quý các vị thầy này lắm. Có những vị thầy mà thuộc cả ba tạng, lầu thông ba tạng thuộc lòng luôn á. Ở bên Miến Điện người ta quý lắm. Có những vị còn trẻ nha, nhưng mà thuộc cả ba tạng vậy đó. Chờ cái bên đó người ta gọi cái vị đó là Sayadaw. Quý lắm ở bên Miến Điện. Mà vị nào mà lên mà được gọi ô Sayadaw là biết ông đó là tam tạng đó, tam tạng pháp sư đó. Diện mạo tốt đẹp, nhân tướng đầy đủ, giọng tiếng trong trẻo mầu nhiệm, lại rất thông minh, biện bác thuyết pháp tài giỏi, cho nên được nhiều người quen biết, lại được cả nhà vua và những người Bà La Môn cung kính cúng dường. Lúc ấy có một vị tỳ khưu già, thân hình xấu xí, nhân tướng bất cụ, hơn nữa giọng tiếng lại không được tốt, nhưng thường ưa đọc tụng tán thán công đức của Tam Bảo. Bây giờ vị tỳ kheo trẻ lại gặp một người, trong cùng một lúc đó có một ông tỳ kheo già, thân hình thì xấu xí, nhân tướng bất cụ. Nhân tướng bất cụ là gì? Có thể ông bị chột một mắt, có thể ông mất một cánh tay, có thể ông mất một cái chân. Cái thân tướng của họ không có đầy đủ, mắt, tai, mũi, miệng, thân, cái gì bị khuyết thì cái đó gọi là bất cụ. Thì cái vị tỳ kheo này thân tướng bất cụ, mà lại giọng nói thì không được tốt. Nhưng vị này thường tụng tán thán công đức Tam Bảo. Bây giờ vị tam tạng tỳ khưu tuổi trẻ thấy vị tỳ khưu già giọng tiếng không được tốt, liền sanh tâm hủy nhục mà nói rằng: giọng tiếng như thế chẳng khác gì tiếng chó sủa. Thấy không? Người trẻ mắng một thầy già, nói ông tụng như tiếng chó sủa. Lúc đó vị tỳ kheo già nói rằng: sao ngươi lại hủy nhục ta như vậy? Ngươi có biết ta chăng? Ông có biết tôi là ai không? Ông mà hủy nhục tôi như vậy. Vị tam tạng tỳ khưu tuổi trẻ nói rằng: tôi có biết ông chứ? Ông là tỳ khưu già Mahala trong thời kỳ chánh pháp của Phật Tỳ Bà Thi, sao tôi lại không biết? Vậy thì vị tỳ khưu này nói đúng tên luôn: tôi biết ông chứ ai. Mahala nói, vị tỳ khưu già tên là Mahala, vị tỳ khưu Mahala nói: ta nay chỗ sở tác đã xong, phạm hạnh đã lập và không còn phải chịu thân sinh tử hữu lậu nữa. Cái ông thầy tỳ kheo trẻ chỉ biết cái mặt nổi thôi, tức là biết tên, nhưng mà không biết được cái chỗ chứng của cái vị này. Cho nên ông thầy tỳ khưu già phải nói cho vị biết này: tôi là người sở tác đã xong. Sở tác đã xong là cái gì? Sở tác giai biện, chỗ làm đã xong, việc làm, việc nói một cách khác là vị này chứng quả đó, vị này chứng quả thánh đó. Vì sao? Vì chỗ làm đã xong, phạm hạnh đã lập. Mấy câu này là mình thường thấy trong kinh lắm.
để diễn tả được cái trạng thái của người chứng quả, người chứng thánh. Những việc gì cần làm đã làm, những cái hạnh thanh tịnh đã lập, không còn phải chịu thân sanh tử, nghĩa là người này chứng A-la-hán. Vì không còn chịu sanh tử gọi là vô sanh. Tu Đà Hoàng là thất lai, Tư Đà Hàm là nhất lai, A-la-hàm là bất hoàng, A-la-hán là vô sanh. Nói tóm lại là vị này nói cho cái ông thầy tỳ kheo trẻ, tôi là A-la-hán đó, tôi chứng thánh rồi đó. Vị Tam Tạng tỳ khưu tuổi trẻ nói rồi, nghe nói rồi sinh lòng kinh hãi, dựng cả chân lông. Tốt, đây là cái tâm tốt. Hồi nãy không biết, cao ngạo. Bây giờ người ta nói cho mình biết người ta là ai rồi thì lại sanh tâm hối cải. Đây là tâm thiện. Chỉ sợ là nghe nó rồi còn phỉ báng tiếp nữa. Bây giờ Mahala liền đưa tay bên phải phóng ra ánh sáng hào quang rất lớn soi khắp cả mười phương. Bây giờ Tam Tạng liền cúi đầu lễ bái cầu xin sám hối. Cái này là tâm, hồi nãy tâm bất thiện là tâm cao ngạo, tâm khinh thường. Bây giờ tâm thiện nó sinh là tâm biết gì? Biết hối cải. Tôi là người ngu si, không biết phân biệt hiền thánh, nên gây ra nghiệp ác ấy. Xin cho tôi đời sau được gần gũi bạn lành, gặp gỡ thánh sư, bao nhiêu phiền não đều được sạch hết, cũng như đại đức. Cho nên mình phải học cái hạnh của ngày thường bất khinh. Không có dám khinh ai hết á. Tại vì nhiều khi có những người, người ta hiện hiện trước mặt mình á. Trong kinh Phật có câu này nè: ngoại hiện phàm phu, nội tàng Bồ Tát. Ở bên ngoài hiện cái tướng phàm phu, nhưng bên trong á ẩn chứa cái đạo lực của bậc Bồ Tát, gọi là ngoại hiện phàm phu, nội tàng Bồ Tát. Nhưng mà nếu chúng ta ngược lại thì sao? Ngoại hiện Bồ Tát, nội tạng phàm phu. Ở bên ngoài thể hiện mình như Bồ Tát vậy đó, mình như thánh vậy đó, nhưng mà ở bên trong dở lắm, xấu lắm. Ông thường bất khinh, thôi tốt nhất á, đừng khinh ai hết, bảo đảm nhất. Ai mình cũng chào một cái đi cho chắc ăn. Cũng giống như á, có những vị cư sĩ á, vô chùa tu tập làm công quả, đầu thì cạo, mặc thêm bộ đồ vạt hò, ra mở cửa. Thì cái vị mà cư sĩ người ta bước vô, ta thấy đây là tướng ông thầy mà, thì ta đâu có biết ông thầy, ông chú, ông cư sĩ gì đâu. Cái câu bảo đảm nhất là gì? Chào thầy. Rồi anh muốn đính chánh anh là ai, chuyện đó tính sao. Nhưng mà thôi để chắc ăn, chào thầy cái đã. Rồi có những vị lớn tuổi mới đi tu, mặc dù mới thọ sa di à, nhưng mà tuổi 60-70 rồi mới vô tu. Trời, ra cũng đạo mạo lắm. Cho nên vừa ra cái mình đâu biết ai. Dạ con chào sư bà. Con chào thượng tọa. Cho chắc ăn. Còn hoặc là mình đơn giản là con chào sư cô, con chào ni sư, con chào thầy. Thí dụ vậy. Cho nên mình không biết ai, nhưng mà mình cứ chắp tay, mình cúi đầu, mình chào để bảo đảm. Còn như vị tỳ kheo này, thấy không? Thấy ông thầy kia già, tiếng khàn khàn, mà còn hay tán thán tụng đọc nữa. Có nhiều khi nó tụng thì dở mà thích tụng, thí dụ vậy. Cho nên rồi cái vị này cũng từ bi lắm, thay vì im lặng để cho ông chửi, nói thôi mình nói cho hắn biết đi, nãy giờ ông chửi tôi, thật ra tôi chứng quả, thật đúng là ông khoe khoang. Nhưng mà sở dĩ nói để làm chi? Vì thương cái vị tỳ kheo trẻ này mới thành tựu được chút,
và đã coi thường người khác rồi. Thôi mình vì lòng từ bi mình nói cho biết mình là ai. Nếu mà phục thiện là tốt. Cho nên đúng như cái vị tỳ kheo già nói xong thì cái vị tỳ kheo trẻ hối hận liền. Và bây giờ cái vị tỳ kheo trẻ hối hận xong thì mới nói sao? Con đúng là bậc ngu si, không có biết phân biệt thiền với thánh. Thôi con xin nguyện, con lỡ gây ra ác nghiệp rồi, con xin nguyện sau này con có sinh ra con gặp được các bậc thiện tri thức, gần gũi bạn lành. Đức Phật bảo Ngài A Nan: Tam tạng tỳ kheo tuổi trẻ ấy vì một lời nói ác hủy mắng thượng tọa mà sau trong 500 kiếp thường phải quả báo làm thân chó. Chỉ vì hủy bán cái vị kia đó, tụng tiếng như chó sủa đó, mà đọa làm chó 500 kiếp. Tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp đều kinh sợ hãi hùng và đều phát ra tiếng nói rằng: Gớm thay, gớm thay, thế gian độc họa không gì nặng hơn là ác khẩu. Bấy giờ vô lượng trăm ngàn người lập thệ nguyện mà nói kệ rằng: Thà lấy vòng sắt nóng nung đốt vòng vào đầu tôi chọn không bao giờ dùng lời độc ác quỷ bán hiền thánh thiện nhân. Cái câu chuyện này á, nếu mà quý vị nào mà học luật sa di mà học đọc kỹ đó thì thế nào cũng sẽ biết câu chuyện này. Ở trong luật sa di có trích câu chuyện này, kể là trong cái phần nói dối đó, trong cái giới thứ tư đó, có nói là có một cái vị đó mắng một vị tỳ kheo đó, tụng kinh cho chó sủa đó, mà vì vậy mà đọa làm chó 500 kiếp đó. Nó có trích cái câu chuyện này ra để nói trong cái giới thứ tư đó. Và quý vị nào đọc truyện cổ Phật giáo đó, trong những cái câu chuyện cổ Phật giáo có trích câu chuyện này ra trong cái bộ đó. Và hôm nay mình đọc kinh này thì mình sẽ thấy rằng những câu chuyện mà lâu nay mình đọc ở bên ngoài nó lại trích từ ở trong kinh này, nó nằm ở trong cái kinh này. Và khi Phật nói thì các vị mới kể rằng, các vị mới đồng mới nói với nhau rằng: Thế gian độc họa, tức là thế gian này có nhiều chất độc lắm, nhưng mà không có cái gì độc và nặng hơn là cái ác khẩu. Ác khẩu là gì? Là lời nói ác. Nó nằm ở trong bốn giới của miệng đó. Chuyện có nói không, chuyện không nói có gọi là nói dối. Đâm bì thóc, thọc bì gạo, gây hiềm khích cho người ta gọi là gì? Lưỡng thiệt, hai lưỡi. Chửi bới, mắng rủa người ta gọi là ác khẩu. Đấy, cái này nó thuộc về cái giới thứ tư của bốn giới về miệng. Thì các vị này mới lập nguyện. Nguyện như thế nào? Thà lấy vòng sắt nóng nung đốt vòng vào đầu tôi chọn không bao giờ dùng lời độc ác hủy báng hiền thánh thiện nhân. Mình đâu có biết ai thánh ai. Có nhiều khi người ta chưa phải là thánh nhưng mà người ta là thiện thôi. Người ta là người thiện thôi mà mình chửi người ta là cũng đã lỗi rồi đó. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói có ba dạng lời nói, có ba hạng người nói. Có người nói như phân, có người nói như hoa, có người nói như mật. Thế nào là nói như phân? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, dựng chuyện để mà phỉ báng người khác, đâm thọc đầu này, đâm thọc đầu kia. Cái đó gọi là nói như phân. Còn thế nào là nói như hoa? Chuyện gì đúng, chân thật thì nói chân thật. Thấy người ta mít lòng, bất hòa thì cái nói hòa giải lại. Tức là nói đúng sự thật như vậy đó. Thấy ai bất hòa thì đem lời khuyên nhủ, hàn gắn. Thấy ai hung dữ thì nói cho người ta nói lời hiền diệu, tức là đúng như thật, là người đó nói như hoa.
Còn nếu mà mình nói ngược lại, nhiều khi cái chuyện nó không có, mình cũng dựng chuyện để mình vu oan, mình vu khống cho người khác, để mình có cái cớ để mình chà đạp, mình mạ lị người khác, thì cái đó gọi là nói như phân. Còn nói đúng như thật, không có chửi bới, không có mắng rủa, không có đâm thọc, không có ác khẩu thì nói như hoa. Còn thế nào gọi là nói như mật? Người này chẳng những nói đúng sự thật, chẳng những nói đúng sự thật mà người này còn nói thêm những cái lời lợi ích nữa, nói thêm nữa. Hiểu ý không? Để cho cái câu, để cái công việc nó tốt hơn nữa. Thì đây là người nói như mật. Tại vì chữ mật này là gì? Là một loại bổ dưỡng. Mà nói cái gì, chẳng những nói, chứ không nói mà còn phải nói làm sao để cho người ta tốt hơn nữa. Nói cách khác là nói cho người ta có lợi ích, nói cho người ta có hướng thượng. Có một Phật tử chụp cho qua một cái hình ở nhà thờ Phật á, thờ tượng Phật á, Quan Âm mà đeo chuỗi, rồi mai mấy cái áo tròn tròn vô, gửi qua hỏi ở nhà con thờ Phật vậy, rồi đụng cái nước ngập rồi này kia. Người ta nói tại thờ Phật không đúng, bị Phật quở. Pháp Hòa mới nói nếu như á mà mình thờ Phật không đúng mà Phật quở mình á, thì thiệt sự Phật không phải Phật. Trời ơi, phàm phu muốn chết luôn, ta chọc giận mình, ta thờ mình không đúng cái phạt người ta, làm cho người ta nhà bị hư hại rồi hết trơn, thì vị này đâu phải thánh Phật gì đâu thờ. Mình làm những cái điều nó dở như vậy đó, thí dụ đi, xảy ra cái chuyện là mình do mình không biết, mình thờ trật đi, mình làm không đúng đi, các vị thương không hết. Chứ có đầu đi quở cho nhà mình hư chơi và ngập nước rồi bị người ta đập kiến rồi vậy đó, đâu phải vậy. Nhưng mà ông bà giải thích xong rồi nói bây giờ thờ Phật về được rồi, thôi bây giờ khi mà người ta tạc tượng á, người ta có tạc Đức Quan Âm có mặc áo rồi, Đức Quan Âm có đeo chuỗi rồi, thôi mình cất mấy cái sâu chuỗi kia đi, mấy cái áo tròn nó lột ra đi. Tại vì mấy cái áo đó người ta cúng cho thánh mẫu thì được, ta đeo chuỗi cho mấy thánh mẫu thì được, mà Phật là Bồ Tát thì mình thờ cho trang nghiêm. Các ngài không có phải hối lộ, mình không cần hối lộ mấy cái áo đó. Nó Quan Âm mà phù hộ cho con mua mai bán đắt, qua cái áp phe kỳ này con đi buôn mà không bị bắt, con cúng cho Đức Quan Âm cái áo, rồi mình đem cái áo lên mình cúng, mình cảm tạ Quan Âm, thì cái áo đó là áo hối lộ. Cái áo mình che cho người ta làm việc bất chánh để rồi mình được cái áo đó. Phật không có đeo mấy cái đó. Thành ra đáng lý tượng Phật nãy rất là trang nghiêm, nhưng mình thêm vào, mình làm vô cái nhìn không đẹp, không trang nghiêm. Ở trong kinh có kể một câu chuyện, có một cái vị đó chửi thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên. Và quý vị biết là cái quả báo của cái người đó là cuối cùng á, khi mà họ chết, họ chết là họ, người họ bị mang một cái bệnh nứt nở, máu mủ nó chảy ra. Không phải là các vị đó quở, không phải thánh học, các vị thánh tăng cũng chẳng quở ai hết, nhưng mình gieo cái nhân xấu thì cái quả xấu mình tự hưởng, chứ không cần ai chửi rủa mình hết, không cần ai bắt phạt mình hết. Cho nên trong đời này á, cái lớn nhất mà con người mình vấp phải đó là cái khẩu nghiệp. Quý vị để ý, có nhiều khi á, cái thân có thể mình control được mà cái miệng không control được, thì cái phương tiện của cái miệng nó nhiều quá, thấy là phải nói. Rồi bây giờ là có phone nè, rồi có nhiều khi mình thể hiện cái lời nói mình qua cái gì, qua những cái bài viết bỏ lên Facebook. Cho nên mình cẩn thận, có nhiều khi những cái bài viết đó, đó người ta đọc vô, người ta tăng trưởng cái thiện niệm, hay là người ta tăng trưởng cái ác niệm. Cái chủ trương của Pháp Hòa
là mình làm sao mình gieo cho tâm thức của người hành giả tu tập những cái ý niệm thiện lành. Có thể những cái điều mình nói nó đúng, nhưng mình đạo lực mình chưa có thâm. Mình nói ra có đôi khi mình không làm cho người ta sanh tính tâm, mà người ta hùa theo mình, người ta phỉ báng. Cái đó lỗi hơn. Thí dụ như bây giờ mình đưa một cái chuyện gì ra mình phanh phui, nhưng mà có những người cư sĩ họ không hề có sự tu tập gì hết, nhưng mà họ chỉ đi theo cái đường lối của mình á. Thì từ đó họ quơ một câu á, đời này toàn là ma tăng ác quỷ không à. Thí dụ vậy, có phải là mình đang gieo rắc trong tâm thức của họ? Thật ra nhiều khi mình mang cái ý niệm là phá tà hiển chánh, nhưng mà mình nói xong rồi mình phải có lời khuyên gì để làm cho người Phật tử người ta tính tâm, người ta vững tâm. Chứ đừng có nói cái lời mà có nhiều khi mình tự hào, tôi là vậy đó, tôi là nói thẳng nói toẹt, tôi không sợ gì hết, ví dụ vậy. Thì cái đó phần của mình, nhưng ở cái mặt mình hướng thượng cho người thì chưa có. Cho nên phải làm sao mình nói cái gì mà cho người ta mở, cho người ta hướng thượng. Ví dụ người ta đang giận người kia quá, nếu mình nói theo người ta thì mình làm cho mình chăm, mình làm cho cái thuận đó nó người ta thích, nhưng mà ngược lại người ta chỉ tăng thêm cái sân hận. Mình phải nói làm sao để cho mình đưa cái hướng người ta về cái nẻo thiện, vì đó là bổn phận của chúng ta. Cái bổn phận của chúng ta là làm sao mỗi ngày đưa người ta tới cái chỗ hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nếu lỡ người ta có hướng hạ, mình cũng kìm cách mình đưa người ta trở về cái hướng thượng. Chứ đừng có mở cho người ta thêm những cái hướng hạ nữa, mà càng ngày càng đào sâu, càng ngày càng đào sâu. Như vậy thì đôi khi với cái ý nghĩa là có thể chúng ta nghĩ rằng chúng ta đúng, nhưng mà ở cái mặt mà cuộc đời này nó quá ư là phức tạp. Quý vị thấy là càng ngày thế giới càng nhiều chuyện xảy ra, thì con người người ta sẽ bận rộn vào những cái đó nhiều lắm, và cuối cùng chẳng mang lợi ích gì cho họ hết, tội nghiệp. Cho chúng ta phải làm sao chúng ta đưa cái tâm mở cái cửa, đưa cho người ta hướng về cái nẻo thiện. Phật bảo ngài A Nan và Xá Lợi Phất, đối với các chúng sinh là người thiện tri thức, ngày đêm sáu thời thường dùng đạo nhãn xem xét chúng sanh trong năm ngã, nên độ, nên người nên hóa độ cho họ cần phải đến mà hóa độ. Bây giờ khoảng giữa hai nước Ma Kiệt Đà và nước Xá Vệ có 500 người khách buôn phải đi ngang qua một con đường rất nguy hiểm. Lúc đó người chủ buôn có mang theo một con chó. Bây giờ người bạn của chủ buôn vào lúc chập tối có nấu thịt để làm thức ăn. Tới khuya con chó ấy ăn vụn hết. Sáng mai người chủ buôn và bạn của ông định lấy thịt ra để ăn thì biết là con chó đã ăn vụn đêm hôm qua hết rồi. Đang gặp lúc đói khát bức bách nên họ sinh ra giận tức, liền cầm dao chặt đứt bốn chân của con chó quăng xác xuống hố, rồi cùng nhau bỏ đi nơi khác. Con chó bị đau đớn quằn quại ở dưới hố trông rất là thảm thiết. Thì Đức Phật nói là có 500 người đi buôn á, thì trong cái đoàn buôn đó họ có dẫn theo một con chó, rồi họ nấu thức ăn rất là nhiều. Thì không ngờ khi họ trở về thì con chó nó ăn hết rồi. Khi họ phát hiện ra thức ăn họ nấu bị con chó ăn hết, họ tức quá vì họ đang đói nữa. Họ đem con chó họ ra họ xử bằng cách là chặt bốn chân con chó rồi vụt nó xuống cái hố. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất vào lúc chập tối dùng đạo nhãn đằng xa coi thấy rõ sự thể ấy rồi, nên đến sáng mai ngài liền mặc áo mang bát vào thành khất thực xong. Rồi xong ngài liền đi thẳng đến chỗ con chó, đem thức ăn cho con chó ăn, rồi lại vì nói pháp chỉ bài dạy bảo khiến cho được những sự lợi ích, nên sinh ra lòng vui mừng.
Con chó ấy nghe pháp rồi thẹn hổ không vui, sau 7 ngày tội hết được, thoát làm kiếp chó, xin được làm người. Hiểu không? Con chó bị chặt dục xuống hố, ngài Xá Lợi Phất biết được chuyện đó, cho nên đi tới gặp con chó đó, lấy thức ăn cho nó ăn, rồi nói pháp cho nó nghe. Con chó nghe xong thì 7 ngày sau chết. Chết rồi được tái sinh làm người. Phật bảo ngài A Nan rằng: con chó lúc ấy nay là ông Sa Di Quân Đề này, do đời quá khứ hủy bán hiền thánh mà phải đọa lạc vào đường ác, nhưng vì biết ăn năn hổ thẹn cải hối và phát thệ nguyện ấy, cho nên nay được gặp thiện hữu. Vì được gặp thiện hữu mà được thoát thân làm kiếp chó, sinh được lên làm người, nay gặp Phật giải thoát sinh tử phiền não. Vậy quý vị biết được câu chuyện của Sa Di Quân Đề chưa? Sa Di Quân Đề đi tu rất là thuận lợi. Thì ngài A Nan hỏi ngài Sa Di Quân Đề hạnh nghiệp gì, thì trước khi nói tới cái hạnh nghiệp tốt, Phật nói cái quả báo. Ông này đời trước là một thầy tu trẻ hiểu biết, do hủy bán một thầy khác là tụng như tiếng chó sủa, cho nên đọa làm chó. Nhưng mà trước khi mà đọa làm chó đó, thì ông thầy bị hủy bán nói cho biết ngài là thánh, cho nên ông này có hối hận. Cho nên vì có hối hận cho nên phát nguyện xin được gặp thiện tri thức. Cho nên đời này dù đọa trong kiếp chó nhưng vẫn được gặp thiện tri thức là ngài Xá Lợi Phất để hóa độ. Cho nên các vị đời này mà có nuôi chó nuôi mèo đó, là quý vị biết là con chó đó do cái nghiệp nó đó, nhưng mà cái phước nó vẫn có. Mà nó được hai cái phước luôn. Một á, làm chó ở ngoài này. Đi vô mấy cái chợ là có nguyên một khu vực dog food, thức ăn cho chó, thức ăn cho mèo. Những cái xứ nghèo làm gì có. Trừ những con chó mà nó được phước nó sanh vô nhà giàu. Còn những con chó mà sanh ở chó hoang, sanh ở trong những nhà nghèo thôi, thì sao? Ăn toàn là, xin lỗi, có xương mà gặm là sướng rồi đó. Có nhiều con chó học xương cũng không có ăn nữa đó, cứ lợi bươi thùng rác, ăn toàn đồ dơ trong thùng rác. Cho bây giờ nếu mà đời này mình có nuôi chó nuôi mèo, mình khai thị nó cũng giống như trường hợp nha. Ngày sau lại phát khai thị cho con chó vậy đó. Cho nên khi nó bỏ cái thân này đi, nó được sanh làm người. Ở đây là cái câu chuyện muốn nhắc nhở chúng ta, không có cái gì nó ngoài cái nhân quả. Và cái thứ hai là gì? Khi chúng ta gặp bất cứ ai trong đời này, xin lỗi á, con chó mà mình còn khai thị được, huống chi là con người. Nhưng mà chúng ta khai thị có nhiều cách, có những người chúng ta có thể nói thẳng được, có người chưa được, thì chúng ta khai thị bằng cách sống của mình. Có nhiều khi người ta không thích, nhưng mà người ta nhìn cái cách sống mình, người ta khai thị. Có một cái chú đó, chú thích làm từ thiện. Chú đi về Việt Nam, chú làm từ thiện. Nhưng mà cái hành động của cái vị ni trưởng đó đã làm cho ông khai tâm. Là vì ông nghĩ rằng á, khi ông về đó ông làm từ thiện, thì ông thấy rằng vị ni trưởng này chẳng những dẫn đoàn đi làm từ thiện mà đích thân ni trưởng xuống khiêng vác chỉ đạo. Ông tự nhiên cảm động. Ông cảm động và ông thấy rằng cái hành động, cái việc làm của ni trưởng khai mở cho ông. Ông về ông kể Pháp Hòa, ông nói là lần này đi làm từ thiện mà con được mở tâm ra, con lân mẫn nhiều hơn và con biết kính phục người xung quanh con hơn. Tại hồi xưa làm từ thiện thì làm phước thiệt, nhưng mà trong tâm chưa có sự cung kính. Cho nên đời này nhiều khi cái cách dạy, học dạy cho người khác là cách sống của mình, chứ không phải chỉ là ở cái phần chúng ta nói. Phật bảo ngài A Nan, nên phải nghĩ nhớ đến ân đức cha mẹ thiện hữu, cho nên người biết ơn thường nên phải trả ơn. Thiện tri thức là đại nhân duyên. Khi Phật nói pháp ấy, có vô lượng trăm ngàn chúng sanh phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, cho nên tâm
Thanh Văn, Bích Chi Phật, tất cả đại chúng nghe Phật nói pháp rồi đều vui mừng hớn hở làm lễ Phật mà lui ra. Hết cái phẩm mà luận nghị thứ năm. Và cuối cùng là kể câu chuyện của Sa Di Quân Đề. Và chúng ta biết rằng Sa Di Quân Đề tiền thân là một vị tỳ kheo, phải không? Rồi cũng có lúc làm chó. Tiền thân của Sa Di Quân Đề là một con chó, nhưng mà biết ăn năn phục thiện. Cho nên rồi cái phẩm thứ năm này á, Phật hay kể những cái túc duyên để làm gì? Tại luận nghị là gì? Luận nghị là chúng ta bàn luận, chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta luận nghị, chúng ta bàn thảo. Nhưng mà khi chúng ta nhìn một sự việc gì á, chúng ta phải biết rằng á, không có cái việc gì mà nó không có cái nhân mà nó được cái quả hết á. Chứ nhiều khi mình thấy người ta vậy, mình nói vậy, nhưng mà mình không biết đâu, trước đó nó có vấn đề. Trước nó có vấn đề. Mình hiểu được như vậy á, thì tự nhiên cái tâm mình nó sẽ nhẹ ra, và mình biết rằng không có cái gì ngoài phước với nghiệp. Thấy không? Phước á, ăn năn hối hận, phát nguyện để gặp thiện tri thức vẫn có. Nhưng mà nghiệp á, mắng hủy người ta vẫn phải trả. Thí dụ như đời này á, mình bệnh, đó là nghiệp. Nhưng mà trong cái bệnh có phước, là bệnh ở đây có thuốc, có bác sĩ tận tâm, thí dụ vậy đó. Rồi mình nói trời ơi, tôi vô phước của tôi sống ở xứ lạnh, thí dụ vậy đi. Nhưng mà lạnh mà có sưởi, có cơ hội để được choàng khăn, có cơ hội đội nón. Rồi có những người, người ta ở cái xứ đó, người ta nhìn thấy cách của mình mặc mùa đông, người ta thích quá, nhưng mà xứ người ta nóng quá, ta mặc không được. Ta mặc vô ta nói hơi hơi á. Ta nói nếu mình nghĩ tích cực một chút á, chỗ nào nó cũng đều là có cái nhân duyên thù thắng của nó. Mấy thầy mấy chú là mùa đông là được chơi tuyết. Ở chỗ tăng xá đó, ở trên cái đồi chút xíu, cho mùa đông là trợt tuyết. Ngày thứ năm vừa rồi lên tụng kinh xong rồi là kéo nhau ra ngoài chơi tuyết. Thật ra nó cũng có cái vui của nó và có cái thù thắng của nó. Cho nên mình nhìn vô mọi việc đó, mình biết rằng tất cả đều có cái nguyên do. Ví dụ mình thấy đời này á, cái người đó làm thiện mà sao gặp điều không thiện. Vừa rồi có một em nó mới hỏi Pháp Hòa vậy đó, sao cái người đó làm từ thiện mà đi gặp tai nạn chết. Thì Pháp Hòa nói họ làm từ thiện là mình thấy cái hiện tượng đời này đó, còn cái nghiệp quá khứ họ tạo gì mình đâu biết. Nhưng mà mình biết chắc rằng cái thiện nghiệp mà họ tạo đời này á, họ sẽ hưởng ở trong một cái kiếp nào đó trong tương lai. Vì nhân quả là nhân quả cả ba đời, chứ không phải là chỉ một. Vì có những thứ quả phải mấy năm nó mới trổ trái. Thôi thì mình hết cái phẩm thứ năm rồi. Tối nay mình sẽ học tiếp qua phẩm thứ sáu. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.